Sau đây là kết quả xổ số Bình Định thứ 5 ngày 29 tháng 2 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 1, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9656, 3120, 1715. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8933. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 81727, 17122, 90298, 86210, 36890, 37026, 36895. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00050, 51940. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74210. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 39084. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 525120. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 525120.